trong hành trình 9 tháng mang thai, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe của bà bầu và sự phát triển toàn diện của thai nhi. Trong số những thực phẩm quan trọng, trái cây là một nguồn dưỡng chất quan trọng không thể thiếu. Không chỉ là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ, những loại trái cây dưới đây còn mang đến những lợi ích đặc biệt cho bà bầu và thai nhi. Hãy cùng khám phá những loại trái cây tuyệt vời này để có một hành trình mang thai khỏe mạnh và trọn vẹn. Trái cây tươi ngon, giàu vitamin, chất xơ và vô số khoáng chất vô cùng có lợi cho phụ nữ mang thai. Vì vậy sẽ thật thiếu sót nếu mỗi ngày mẹ không bổ sung những loại trái cây tốt cho bà bầu dưới đây vào thực đơn hàng ngày của mình. 1. Bưởi. Đang là thời điểm những trái bưởi chín vàng, mọng nước với hương thơm dễ chịu vô cùng. Bưởi không chỉ ngon, sạch mà còn mang đến vô số lợi ích cho cả mẹ và bé. Với hàm lượng dinh dưỡng phong phú bao gồm một lượng lớn chất chống oxy hóa trong một quả bưởi. Nhờ đó, mẹ bầu ăn bưởi sẽ giúp nâng cao hệ miễn dịch, giảm ốm nghén và táo bón, giảm đầy bụng, hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, bưởi cũng giúp trị đau họng và cảm cúm cực tốt và giúp mẹ bầu làm đẹp da. Không chỉ thế, chất limonoidis chứa trong bưởi có thể ức chế sự phát triển các tế bào ung thư vú. Ngoài bưởi, các trái cây họ Cam cũng là gợi ý vô cùng có lợi cho bà bầu. Mẹ không nên bỏ qua nhé! 2. Cà chua. Rất giàu vitamin C và lycopene, những quả cà chua chín mọng giúp trái tim của mẹ bầu khỏe mạnh, ổn định huyết áp, bảo vệ hệ tim mạch. Ăn cà chua cũng giúp tăng cường sức đề kháng và mang đến làn da sáng mịn cho phụ nữ mang thai. 3. Nho. Nho là một trong những loại trái cây tốt nhất cho bà bầu với hàm lượng lớn vitamin A, B, hợp chất flavonol, folate, natri, kali, phosphor, magie. Ăn nho giúp giảm nguy cơ dị tật ở thai nhi, hỗ trợ sự phát triển thị lực cho bé và hoàn thiện gen. Loại trái cây này còn giúp kiểm soát sự trao đổi chất ở bà bầu và giảm tình trạng chuột rút không mấy dễ chịu trong suốt thai kỳ. Mẹ lưu ý khi ăn nho không nên bỏ hạt vì chất proanthocyanin trong hạt nho giúp bảo vệ bà bầu khỏi bệnh hen suyễn cho dị ứng. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy ăn nho tươi có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa các tế bào ung thư phổi. 4. Quả óc chó. Giàu omega 3 và chất chống oxy hóa, axit folic, vitamin B9, vitamin E hơn bất cứ loại hạt nào khác. Hạt óc chó được chứng minh có thể hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển não và ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Đó là lý do phụ nữ mang thai không nên bỏ qua hạt óc chó để em bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh. 5. Quả bơ. Không cần nói nhiều về tác dụng của loại quả được coi như bạn của bà bầu này. Với rất nhiều dưỡng chất có lợi như vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C, E, K, protein, canxi, sắt, magie, đồng, sắt và các axit béo có lợi khác, ăn bơ giúp mang lợi ích không nhỏ cho phụ nữ mang thai. Đặc biệt, với hàm lượng axit folic đứng hàng đầu trong các loại trái cây, bơ giúp bảo vệ bé an toàn khỏi nguy cơ dị tật ống thần kinh. Ngoài ra, chất béo lành mạnh trong bơ rất tốt cho sự phát triển tế bào não, do đó mẹ ăn bơ giúp em bé trong bụng thông minh, khỏe mạnh hơn. Ăn bơ cũng giúp bà bầu giảm ốm nghén, nâng cao hệ miễn dịch, đẹp da vừa ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ. 6. Lựu. Rất nhiều mẹ cho rằng ăn lựu chỉ để vui miệng chứ chẳng có giá trị dinh dưỡng. Đó là một sai lầm. Thực tế là lựu giàu vitamin C hơn cả táo, lại chứa khá nhiều sắt, chất xơ, chất chống oxy hóa cùng hàm lượng niacin và axit folic tương đối cao. Do đó, ăn lựu góp phần giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh, giảm thiểu khuyết tật, đồng thời tăng cường lượng máu đến bào thai. Hãy bổ sung thêm ít hạt lựu hoặc nước ép lựu ngon lành cho bữa phụ để mẹ và bé đều khỏe, giảm ốm nghén, tăng cường hệ miễn dịch, ngừa dạn da và đẩy lùi tiền sản giật. 7. Chuối. Đứng tiếp theo trong danh sách những loại trái cây tốt nhất cho bà bầu là chuối. Loại quả này cực giàu năng lượng, protein, các vitamin, sắt, kali, chất xơ và các loại đường tự nhiên như glucose, saccharose, fructose. Ăn chuối mỗi ngày giúp mẹ bầu cải thiện tâm trạng, giảm táo bón, ổn định huyết áp, chống thiếu máu, giảm ớ nóng, trị ốm nghén, ổn định thân nhiệt và đặc biệt là giúp em bé trong bụng thông minh hơn. 8. Táo. Trong những loại trái cây tốt cho bà bầu, táo là loại quả rất ngon lành và hấp dẫn, lại có nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho phụ nữ mang thai. Táo rất giàu chất chống oxy hóa, canxi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, kali, magie và chất xơ. Vì thế mẹ bầu ăn táo không chỉ giúp thai nhi khỏe mạnh mà còn tăng cường hệ miễn dịch, giảm táo bón, ngừa tiểu đường thai kỳ, bảo vệ hệ xương khớp và phòng chống ung thư. Ngoài những loại trái cây được nhắc đến ở trên, còn có vô số hoa quả tốt cho bà bầu mà mẹ không nên bỏ qua khi mang thai. Hãy bổ sung thêm hoa quả mỗi ngày để mang đến sức khỏe tốt nhất cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, mẹ lưu ý khi ăn trái cây,
Cần ngâm rửa kỹ và gọt vỏ trước khi ăn, không ăn quá nhiều, không ăn hoa quả dập nát và nhớ chọn trái cây theo mùa sẽ đảm bảo an toàn hơn. Trong cuộc sống hối hả ngày nay, việc chăm sóc bản thân và sức khỏe khi mang thai trở nên ngày càng quan trọng. Bằng cách bổ sung những loại trái cây giàu dưỡng chất vào chế độ ăn hàng ngày, bà bầu không chỉ đảm bảo sự phát triển toàn diện cho thai nhi, mà còn tạo nên một tinh thần lạc quan và khỏe mạnh cho chính bản thân mình. Hãy thực hiện những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống của bạn để tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy ý nghĩa khi chờ đón sinh linh mới. Chúc các bà bầu một khoảnh khắc mang thai tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin giá trị từ kênh Tạp chí Online nhé!